Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá số phát sóng đầu tiên của năm 2024 trên kênh BLV Mai Anh Tài. Thay mặt ekip, xin chúc khán giả thân thương của mình một năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Điểm nhấn chính cho ngày hôm nay sẽ là việc Arsenal tái khởi động chu kỳ buông và sự kiện Messi được Argentina trao chiếc áo số 10 vĩnh viễn. Ngoài ra chúng ta cũng không thể bỏ qua con số 130 triệu euro được Real Madrid hứa hẹn với Mbappe, cũng như thông tin MU tống khứ Varane ngay ở tháng 1. Ngay bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Arsenal thất bại trước Fulham, Tottenham đại thắng. Tối ngày hôm qua ngày 31 tháng 12, Arsenal đã có chuyến làm khách của Fulham ở vòng 20 ngoại hạng Anh. Ngay phút thứ 5 thì pháo thủ đã có bàn mở tỷ số với pha chớp thời cơ, đá bồi của Saka sau cú sút xa đập cột của Martinelli. Thế nhưng lợi thế dẫn trước không giúp Arsenal kiểm soát thế trận. Những đợt lên bóng của họ thường bị gãy đứt ở 1/3 cuối sân. Để rồi họ phải nhận hai bàn thua đầu ở các phút 29 và 59. Fulham bất ngờ vùng lên và dẫn ngược pháo thủ. Và cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp Arsenal không biết mùi chiến thắng. Và có lẽ chu kỳ buông năm nay đã đến sớm hơn với thầy trò Mikel Arteta. Trái ngược với Arsenal thì đại diện Bắc London khác là Tottenham lại trình diễn phong độ ấn tượng. Tiếp đón Bournemouth đang có phong độ cao thì Tottenham vẫn nhập cuộc với lối chơi tấn công tốc độ ngay từ đầu. Ngay từ phút thứ 9, Pape Sha đã mở tỷ số cho gà trống. Dù vậy, cũng phải mãi đến phút 72, Son Heung-min mới nhiều được cách biệt cho đội nhà. Trong khoảng thời gian cuối trận, mỗi đội có thêm một bàn lần lượt của Richarlison phút 80 và Alex Scott bên phía Bournemouth ở phút 84. Tỷ số 3-1 chung cuộc giúp Tottenham rút ngắn cách biệt với top 4 của Arsenal xuống còn duy nhất một điểm. Arsenal treo áo Messi vĩnh viễn. Sau những gì mà Messi đã cống hiến cho đội tuyển, đặc biệt là sau chiến tích vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022, Argentina muốn dành sự tri ân đặc biệt với siêu sao 36 tuổi, giống như cách họ từng làm với cố huyền thoại Diego Maradona. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Argentina muốn treo số 10 mang tính biểu tượng của Messi tại đội tuyển quốc gia một thời gian. Trong quá khứ, Albiceleste từng muốn thực hiện điều này khi Maradona từ giã đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina khi đó, ông Julio Grondona muốn không tuyển thủ nào được mặc áo biểu tượng này của Maradona, bắt đầu tại World Cup 2002. Tuy nhiên, FIFA đã từ chối yêu cầu này vì các đội tuyển cần phải có số áo từ 1 đến 23 tại giải đấu. Do đó, Ariel Ortega được chọn là cầu thủ mang số 10. Dù kế hoạch bất thành, sau Argentina hy vọng họ sẽ có thể treo số áo số 10 một khi Messi tuyên bố giải nghệ ở đội tuyển quốc gia trong ngày mai. Kể từ sau World Cup 2022, El Pulga đã nhiều lần úp mở về điều này, song vẫn dành tình yêu lớn với Argentina. Real Madrid lót tay Mbappe 130 triệu euro. Theo tờ Marca hé lộ, nếu đồng ý rời PSG để gia nhập sân Bernabeu, Mbappe sẽ nhận khoản tiền lót tay là 130 triệu euro theo dạng chuyển nhượng tự do, kèm lương 26 triệu euro một năm sau thuế, cao nhất ở Real Madrid. Nguồn tin này cho biết, đây là gói thỏa thuận của gã khổng lồ La Liga với Kylian Mbappe từ mùa hè 2022 và đó được giữ nguyên ở lời đề nghị lần này. Các thông tin cũng nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cho chân sút PSG gia nhập Real Madrid vì chủ tịch Florentino Perez xác định sẽ không có lời đề nghị nào nữa. Họ cho Mbappe thời hạn 15 ngày để đưa ra lựa chọn tương lai, tức là trước ngày 16 tháng 1 phải có câu trả lời rõ ràng, đến hoặc không. Nếu đồng ý, Mbappe sẽ ký tiền hợp đồng trong tháng 1 trước khi chuyển đến Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do trong tháng 7 năm 2024. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên BLV Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu, khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại BLV Mai Anh Tài Discovery. MU tống khứ Rafael Varane. Tối ngày 31 tháng 12, tờ Daily Mail đưa tin MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với Varane. Như vậy, trung vệ người Pháp có quyền tự do đàm phán với câu lạc bộ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Hiệu lực ràng buộc giữa Varane và MU sẽ hết hạn trong mùa hè 2024. Hiện có tin đồn Bayern Munich dành sự quan tâm cho Varane. Trong khi đó, Real Madrid cũng muốn chiêu mộ lại nhà vô địch World Cup 2018 để xây chắc hàng thủ đang bị bão chấn thương tàn phá. Varane gia nhập MU từ Real Madrid vào mùa hè 2021. Tại sự Old Trafford, trung vệ người Pháp nhận mức lương lên tới 340.000 bảng một tuần. Dù vậy, đóng góp của ngôi sao sinh năm 1993 cho câu lạc bộ là khá hạn chế. Vấn đề lớn nhất của Varane nằm ở việc liên tục bị gián đoạn thời gian thi đấu vì chấn thương. Mùa giải 2023-2024, nhiều cựu danh thủ của MU cũng chỉ trích ngôi sao người Pháp vì sa sút phong độ. Họ cho rằng Varane mất đi tốc độ cũng như sự nhạy bén trong các tình huống phòng ngự. Sancho quẩy tưng bừng bất chấp án kỷ luật. Sancho được cho là cực kỳ phấn khích khi tham gia buổi tiệc tùng của vũ công, biên đạo múa nổi tiếng Kokaina. Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, Sancho và Kokaina cùng nhau tạo dáng trước ống kính. Tuyển thủ người Anh cảm giác anh tận hưởng niềm vui trong thời gian bị ban huấn luyện MU trục xuất khỏi đội 1. Kokaina là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi. Gần đây, cô hẹn hò với ca sĩ người Nigeria Mayokun, nhưng cặp đôi này đã chia tay. Sancho trông có vẻ hạnh phúc dù bị cấm thi đấu, tờ Goal cho hay. Trong khi đó, Daily Mail thì viết Sancho thoải mái đi dự tiệc trong lúc tiếp tục từ chối xin lỗi huấn luyện viên Erik Ten Hag. Nhiều cổ động viên MU phẫn nộ với động thái của Sancho, một cầu thủ không nghiêm túc với sự nghiệp, quá vô dụng. Sự nghiệp của Sancho đã khép lại, hay đừng để anh ta ra sân thêm lần nào nữa, là phản ứng của hầu hết người hâm mộ MU. Theo tờ The Athletic, đội bóng trụ sở Old Trafford sẵn sàng hủy hợp đồng của Sancho. Họ chấp nhận mất trắng số tiền 73 triệu bảng đã chi ra để chiêu mộ anh vào mùa hè 2021. Neymar tiệc tùng thâu đêm khi dưỡng thương. Trong thời gian dưỡng thương, Neymar đã tổ chức bữa tiệc xa hoa trên du thuyền và cầu thủ này hãnh diện vì đã tổ chức thành công sự kiện trên. Neymar rất biết tranh thủ thời gian không thi đấu để tận hưởng cuộc sống xa hoa. Bất chấp chấn thương cực nặng, cầu thủ thuộc biên chế của Al Hilal vẫn tham gia tiệc tùng với nhiều cô gái đóng bỏng, thậm chí còn trổ tài ca hát và đánh trống. Bức ảnh Neymar xuất hiện cùng người đẹp Sheila Lopez thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sheila Lopez là một người mẫu nổi tiếng tại Tây Ban Nha với 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Lẽ dĩ nhiên thì bữa tiệc xa hoa của Neymar trở thành đề tài cho những tranh cãi. Phần đông ý kiến cho rằng Neymar xuất hiện ở những sự kiện như vậy là không hợp lý. Mặc kệ tranh cãi, Neymar tỏ ra hào hứng với đêm tiệc tùng xa hoa của mình. Chia sẻ trên trang cá nhân, Neymar cho biết: "Ai mà nghĩ được rằng ngày nào đó tên của tôi được gắn trên du thuyền cơ chứ? Tôi chưa từng tưởng tượng ra chuyện này. Tôi có cơ hội tận hưởng những điều tuyệt vời trên, chia sẻ cảm xúc với khách mời cũng như chung vui với gia đình. Tiếc là tôi không thể gặp mặt từng người trong buổi tiệc, nhưng tôi cũng đã cố gắng gặp gỡ nhiều người nhất có thể." Arsenal dự định trảm Tomiyasu. Theo tờ The Sun, pháo thủ sẵn sàng chia tay ngôi sao người Nhật Bản trong tháng riêng này. Takehiro Tomiyasu từng được xem là món hời của Arsenal khi họ chỉ bỏ ra khoảng gần 20 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao người Nhật Bản từ Bologna. Trong các thời gian đầu đến Emirates thì Tomiyasu chơi khá ấn tượng. Anh trở thành mắt quan trọng nơi hành lang cánh phải của pháo thủ, đồng thời tạo ra sự cân bằng trong cách vận hành lối chơi của câu lạc bộ khi Tomiyasu có xu hướng hỗ trợ phòng ngự, còn Kylian Tierney dâng cao tham gia tấn công. Sau khi William Saliba trở lại, cầu thủ xứ Anh Đào không có nhiều thời gian ra sân như trước, nhưng luôn đảm bảo độ uy tín mỗi lần được trao cơ hội. Mặc dù vậy, cũng như Thomas Partey, Tomiyasu gặp khá nhiều chấn thương và vắng mặt ở những giai đoạn quan trọng. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, pháo thủ dường như không còn giữ được sự kiên nhẫn dành cho cầu thủ người Nhật Bản. Nhật báo trên tiết lộ, Arsenal sẵn sàng để Tomiyasu ra đi theo dạng cho mượn ở tháng riêng. Động thái này át hẳn sẽ thu hút nhiều đội bóng lớn. Được biết rằng trước đây Bayern Munich cũng từng bày tỏ sự quan tâm dành cho Tomiyasu.